già, cái tướng con như con tôm luộc. Giúp đỡ người nghèo mà đẹp như em đây nè. Cái này là dịch vụ mới đúng không? Trời ơi, em thích anh quá. Dạ. Sao nãy giờ nói chưa đúng hả? À, cái gì? Bánh bèo vô dụng. Ta chính là bút thiệt đó. Cậu nói gì cũng vô được nha, có trò quẻo tôi nha. Chỉ bị điên mới mua thôi. Chắc là định hôn tôi phải không? Câu nào đi. Trời. Đi đâu cho nó xa xôi cho đời mỏi mệt. Tôi thấy ba cái ghế có ghế trống rồi. Tao muốn cái gì là ăn cái đó. Kìa là bà ghê trái, bánh ghê trái. Hả? Trời đất ơi. Đâu vậy? Tự nhiên đi vô trong cái chỗ quỷ ban của người ta mà điên trộm hả? Gì? Bánh bèo vô dụng. Cái con vô duyên mà tao vô thì tao già, cái tướng tao như con tôm luộc vậy, mày la tao ăn trộm. Tao đi bẩm sinh là nó như vậy rồi. Mày có bao giờ mày thấy người già mà đi được vậy không mày? Đó, đó. Cái đó là tao cố gắng lắm, tao đau lắm rồi đó. Ông đi đâu? Đây là ủy ban xã phải không? Ừ. Lên đây không chứng giấy tờ chúng lên đây gặp mày thăm. Ông có biết là trời ơi, tôi nói thiệt, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ ông đi ra ngoài đi. Ở đây bây giờ 12 giờ rồi, ai ở đây mà làm gì trong. Một chút nữa mấy ông tới hả, mấy ông thấy ông đứng thập thỏ, mấy ông đuổi ông đi cho coi. Đi ra ngoài rồi đi. Ủa vậy sao ra đây làm gì vậy? Cô là ai vậy? Đi kiếm giấy tờ. Kiếm giấy tờ hả? Ừ. Mình bạn nhau đó. Ừ. Mà nãy giờ nói chuyện không biết tưởng bà là chủ tịch ủy ban xã không đó. Ông đuổi. Tại vì tôi thấy ông già cả, tôi sợ ông bị người ta đuổi nên tôi kêu ông đi. Nãy giờ không có ai đuổi, có mình bà đuổi tôi thôi đó. Nãy giờ không mình đuổi mình không đó. Một chút nữa người ta vô người ta đuổi, giờ đây đâu phải giờ làm việc đâu mà ông tới đây. Ta đuổi là tính sao, rồi cái chuyện của người ta. Rồi mình tự nhiên đuổi người ta làm chi. Đeo cáo đi. Bèo vô dụng. Chào. Chào hai người, mời con. Dạ. Dạ, tôi chào anh. Dạ. Mời dạ, chào anh. Dạ, thưa bác. Dạ, chào bác. Coi dạ, giùm anh. Cô cái giấy. Dạ. Cái... xếp hàng đi. Có văn hóa lịch sự không? Biết xếp hàng là gì không? Ủa, ở đây tôi thấy đâu có cái hàng nào đâu. Xếp có mình tôi với ông à. Cái tu khúc mặt khúc mày hả? Thôi, hai người mình hình trên bàn thờ hả? Dạ, khỏi xếp hàng bác. Tại có hai người xếp hàng nó ngắn lắm. Thôi kệ, nó cũng phải xếp hàng chứ. Dạ, thôi được rồi. Bây giờ có nghe ta nói cái câu là bây giờ muốn gì? Bây giờ là tôi muốn lấy giấy tờ. Giấy tờ thì người ta cũng muốn đưa giấy tờ, nộp giấy tờ, đứa lấy đứa nộp, đứa nào trước. Thôi được rồi, chị bình tĩnh chị ngồi đi. Có cái mà lấy chứ. Bây giờ ý anh sao? Bây giờ bây giờ là... áo anh xi si nè. Bây giờ vậy là hai người cứ ngồi, bác cần gì? Bác nói bây giờ vậy là bác uống nước đi xa về mệt. Đi xa tới đây mệt phải không? Uống nước không bác? Thì thôi phải không? Dạ được rồi. Thôi cho ly nước cam đi. Dạ thưa bác, ở đây có nước trà với lại nước suối bác cần. Ờ vậy thì thôi 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 trà dạ thôi thổi ừ dạ chứng ghê luôn dạ thôi duyên ha bác lớn tuổi bác khó tánh vậy thôi bây giờ chị... người ta mày... thường nói cái câu là kính lão là đắc thọ. Dạ. Ừ. Là mình nhường người già thì mình sẽ được phước đúng không chị dạ đó, thành thử ra là tôi nộp trước anh coi giùm tôi giấy tờ dạ cái này là giấy gì đó bác hả dạ đó là hồ sơ tôi là lên cho định làm một cái chuyện mà người ta nói là bác cứ nói đi bác cứ ấp ấp úng hoài không thì đang định nói đây dạ tôi nói chuyện ngắn gọn lắm tôi không dạ, có đi vòng vo tôi là được cái tánh tôi ngắn gọn dạ anh hiểu không chứ mình vòng vo thì người ta nghe người ta khó chịu dạ mà người ta bao nhiêu người để làm dạ. Ở trên ủy ban mà tôi biết cái sự đông đúc đó lắm mà mình cứ nói vòng vòng người ta không có hiểu dạ hồi nãy bác nói bác không nói vòng vo đó thành ra bác nói hơi dạ thật sự ra thì không bao giờ tôi vòng vo. Dạ bác cứ nói vòng vo là gì? Cái vòng vo là mình đi vòng vòng một hồi nó cũng có một cái lý do thôi. Thì mình phải tìm ra cái lý do để mình khỏi đi vòng vòng. Dạ bây giờ khỏi cái vòng vo. Ủa bây giờ bác có nói không? Bác không nói gì đây. Từ nãy giờ đi. Tao có thấy mày có thấy tao nín không? Không. Tao đang nói đây. Bác có nói về cái chuyện của bác hay không rồi bác? Từ nãy giờ tao có nói về chuyện của mày không? Tao đang nói về chuyện của tao mà. Bác lớn tuổi mà. Mà đúng không? Mày cãi cái gì? Bánh bèo vô dụng. Dạ ở đây không bán bánh bèo bác à không bánh bèo là nó anh là bánh xèo anh hiểu không
Mỗi người tôi quy định cái bánh riêng của tôi. Tôi dòm cái gương mặt ai tôi hình dung ra cái bánh là tôi ấy, tại tôi quán là bánh bột lọc. Đó. Dạ, dạ. Gia đình tôi là tôi mê bánh lắm, thành ra tôi dòm ai mà ra cái bánh là tôi ví dụ vậy đó. Dạ bác. Thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề của tôi. Dạ, cháu muốn hỏi là giấy tờ này là giấy tờ. Thật sự ra đó là cái vấn đề là tôi không muốn đi vòng vo. Thì đó cháu muốn hỏi là giấy tờ này là. Thì nó. Tôi phải kể cho cậu nghe một câu chuyện ha. Sao ạ? Thì thật sự ra là ngày xưa là cậu biết về tôi có một người ba. Dạ. Thì tôi có một người ba thì ba tôi cũng có một người ba. Đúng không? Là ông nội. Là ông nội. Đúng rồi. Dạ. Đó là ba của ba tôi. Dạ. Thì ba của ba tôi cũng phải có một người ba nữa là ba của ba của ba tôi. Dạ ông cố đó cô. Dạ ông cố. Thì ba của ba tôi thì nó lại có thêm một người vợ nữa. Đó là vợ của ba của ba của ba tôi. Dạ bà cố đó. Thì bà vợ đó thì bà cũng phải có người ba. Dạ. Đúng không? Dạ. Bây giờ vô mục đích là cháu muốn hỏi. Phải nghe câu chuyện mới hiểu tôi tới đây để làm cái gì. Thì xong rồi cái là ông ba của vợ của ba của ba của ba tôi mới là vào ngày 3 tháng 3 không, ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì bà mới là tìm tới ba của ba tôi để gặp, để nói là ba của ba của ba tôi là có để lại cho bà ba cái giấy, rồi ba cái giấy đó là mỗi một giấy là ba cái miếng đất, mỗi miếng đất là có 300 mẫu. Thì bây giờ là mấy cái đất đó mất hết rồi, thì giờ còn có một miếng đất mà chưa có chủ quyền, định làm giấy chủ quyền đó, vậy thôi đó. Dạ bác nói mà cháu thở không nổi, bác có thể nói lại từ đầu được không ạ? Tôi quên rồi. Dạ sao nhớ được dòng họ nhà tôi chứ tôi không phải nhớ đâu. Dạ nói chung là bác làm chủ quyền đất đúng không bác? Dạ. Dạ. Dạ thưa bác, bây giờ cái giấy tờ này ha, bác cứ tạm thời bác ở đây để đây, rồi chờ cán bộ người ta giải quyết hết bác ha. Dạ đúng rồi đó, chờ đi anh. Còn cô cần gì? Trời ơi anh ơi. Dạ quay. Em nói cho anh nghe nè. Dạ, leo lên bàn ngồi nè. Em có một cái gì? Leo lên bàn ngồi rồi leo lên đầu người ta ôm hung. Hả? Gì vậy? Con này nó thấy trai là nó tương tướp. Em á là em có cái tờ giấy hẹn nè. Mà em nói thiệt nha. Em chờ 9 ngày đợi mong rồi đó. Mà lần nào nói 9 tháng 10 ngày á. Thôi 9 tháng 10 ngày là có bầu bác à. Ủa bây giờ ông nói bèo. Xong rồi bây giờ ông có để tôi nói không? Ủa tôi có nói chuyện của cô đâu, tôi nói chuyện của tôi mà. Ủa chứ ông cứ nhảy họng tôi hoài lấy gì tôi nói? Tôi duyên cái họng, ai muốn nhảy nhảy thôi mà miệng cô đừng đưa họng ra, tôi không nhảy vô. Thôi giờ ông đi. Anh nói gì đâu trời. Dạ thôi bác ngồi im để cho cô đi trình bày. Em nói anh nghe nè, bây giờ là cái tờ giấy đó ngày nào nhà em xa lắm anh. Em ở dưới ấp á. Ai nói nhà nó gần đó. Mà em đi lên đây nó xa ơi là xa. Một lần em đi tới nửa tiếng hồ lận anh. Ai nói mà đi. Trời em đi xa lắm mà em lên đây lần nào em cũng bị hẹn lại hết trơn. Mà mày bây khó giờ mà. Anh có trả lại anh thôi, anh đưa giấy tờ cho em đi. Không ấy. Cái này là làm gì được nhau. Thật sự là mình không làm gì được nha. Bác. Ta nói đúng mà. Rồi, bác thấy cho anh nói cái sự việc đó là đúng thôi. Nghe tôi bác, giờ cháu bị liệu đó bác. Bác đi ngồi yên cho cháu nói chuyện với con. Không ấy anh giúp em. Giúp anh gì được cái giúp gì được. Thế là đúng không? Thường nói mà cái gì nó đúng đó là bác vậy à. Bác để cháu làm việc tội nghiệp cháu. Cháu cũng có bệnh bị liệu. Gì đây? Thế ôi, đang làm việc uống cà phê gì? Không phải. Ê, không phải là rủ nó cà phê mà. Bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho anh nè. Tao có con này nó hối lộ cán bộ à. Hối lộ nè. Phải đâu bác. Hối lộ là hối lộ. Ông ngồi đi chị. Dạch ra này là gì? Dạch ra. Dạ có đưa tiền. Hối lộ mà còn hối lộ keo nữa, có 5.000 bạc ha. Cái này mà được cặp thì cà phê đen thâu chứ làm sao mà cặp dạ, phải sữa. Dạ bác đừng ngồi đổ lượng. Cặp phải sữa mua 5.000 nó tán trong mặt. Dạ bác à, bác đừng ngồi nói chữ hối lộ nó nặng lắm. Ít thật sự hả? Là cô ấy có đưa tiền cho con. Đó là hối lộ con, đó. Con không bỏ vô túi là tại vì ít quá. Vậy thì em đưa không phải, thấy người ta nghèo, người ta khổ, tội nghiệp con không nỡ lấy tiền. Nè anh. Thôi được, cô bỏ túi đi. Cô bỏ túi đi, tôi không có nhận tiền được. Xin lỗi cô nha. Cô mà tại vì mình làm việc thì không thể nào nhận tiền của dân được đâu. Cô ngồi đi, cô bình tĩnh đi. Trời ơi anh. Bởi vì từ hồi đó tới giờ em chưa bao giờ em tiếp xúc với một người cán bộ nào mà liêm chính như anh luôn á. Dạ. Trời ơi em thích anh quá. Dạ. Mày tiếp xúc với cán bộ liêm chính mày cũng đâu cần vô liêm sỉ như vậy. Ủa, ý ông nói vậy là sao?
Thì mày cứ bình tĩnh đi, mày làm gì nãy giờ mày cứ vồ mà nhào vô thế đường mà. Tôi vồ nè, vồ là vậy nè, đó đó, vồ là vậy nè, đó, vậy mới vồ. Tôi đứng ở đây mà. Con này nó ngộ cái nó vô nó gặp trai đẹp nó tham sở ha. Thật sự là cô làm vậy tôi chịu không nổi đâu. Vậy? Không, cô ngồi đi. Tôi Thôi, một hầu chắc hai con này nó cưới nhau luôn quá trời. Trời ơi, em thích anh quá. Trời ơi, em thích cái cách làm việc của anh quá. Dạ, thật sự là tôi cũng thích bác lắm. Bác ơi, bây giờ anh nè. Dạ. Bây giờ tôi nói cho anh nghe cái chuyện của con bánh bèo này, nó anh để nó lâu lắm. Tại vì tôi nói thiệt cái mặt cái con này là tôi biết nó dai rồi. Anh thử ra cái giấy tờ nó làm sao đi, anh coi em tôi cái hồ sơ chứng đi. Chứ bây giờ tôi lâu lắm rồi, cái hồ sơ tôi đi mà xét việc là gần 30 năm rồi đó. Trời ơi. Tôi là tôi nộp cái giấy này là từ hầu tôi 50. Bây giờ là... Năm nay bác nhiêu rồi? 80 rồi. Ôi, vậy bác lớn hơn con sao? Bác lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm. Chắc tôi nhỏ hơn anh á. Dạ không, lớn hơn nhiều lắm. Nó nghe nè. Dạ. Xuống trái đất lâu chưa? Dạ cháu ở đây. Mai cháu sanh ở trái đất. Sanh trái đất đúng không? Dạ. Có xác định được cái mục đích xuống trái đất chưa ông nội? Giờ mặt tôi hôm nay nói tôi nhỏ tuổi hơn ông. Dạ, bác mặt thì dài nhưng mà cái gốc bác còn trẻ lắm. Đúng, cái tâm hồn tôi phơi phới. Tôi nói cho anh nghe nè. Ở trên cái chỗ này đó là bây giờ là người ta cứ bắt người ta đợi hoài. Dạ. Tôi cứ chờ hoài, chờ mãi. Anh hiểu không? 30 năm rồi chứng cho người ta có một cái giấy chủ quyền mà hẹn hoài, mệt quá. Dạ. Bữa nay tôi gặp anh là tôi thấy anh dễ thương lắm. Anh ráng anh giúp giùm tôi đi, tội nghiệp tôi lắm. Dạ, cái này là chờ cái cấp trên tới về. Chứ còn con không có đủ sức giải quyết nổi đâu. Thật sự ra không giải quyết được, nhưng mà nghe cái giọng nói thôi mình cũng thấy nó có một cái sự tình cảm nhất định. Nói chung là thấy cái anh này là anh không có giống như những người mà trước đây mình gặp. Bác thấy đúng vậy không? Còn cái hồ sơ của cô muốn trả lại thì chờ người ta tới, ta làm việc ta trả lại cho cô. Sao ra cô chừng té cô? Hồi trước cái giờ mà em nghe anh hứa hẹn với em kiểu này là em chờ cả đời cũng được. Trời sao mà đáng yêu quá vậy trời. Con này tâm sinh lý nó đơn giản quá ha. Nói nó cái nó chờ cả đời con này nó ngồi. Nhưng mà bác có công nhận điều đó không? Không mà dễ thương thiệt. Hồi nào giờ bác tới đây toàn là người ta hứa hẹn mà người ta nói khó nghe lắm. Tôi nói anh nghe, anh mà được điều về đây làm sớm là đỡ tôi rồi. Dạ thưa bác, dạ cái đơn bác như thế nào mà sao lâu dữ vậy bác? Trời ơi, tôi nói anh nghe là như vậy. Là hồi xưa là tôi lên tôi trình bày thôi. Dạ. Tôi trình bày rồi nó nói về đợi lên giải quyết. Dạ. Tới lúc lên giải quyết rồi nó nói họp giao ban. Dạ. Cái nó kêu về đợi lên giải quyết. Dạ. Rồi khi mà về xong lên thì cái nó nói là đổi ca trực. Dạ. Nó biểu tôi về rồi tôi giải quyết. Dạ, bác trích đoạn lại thôi bác, tại vì bác nói bác... Tại tính tôi không có dòng do. Dạ. Cháu muốn hỏi là tại sao cái bác làm đơn như thế nào mà lâu dữ vậy? Tại vì tôi lên thì tôi viết cái tờ tường trình đó, tôi viết tay. Xong rồi cái tôi ghi ra. Dạ thưa bác, dạ bây giờ là người ta không có viết tay nữa. Người ta xài những cái mẫu đơn không à. Đúng rồi. Bây giờ cháu có mấy cái mẫu nè, cháu đưa cho bác về bác điền vô ha. Rồi đem lên đây ha bác ha. Hay mà không ai nấu sớm, bữa nay gặp cậu hơn cậu mới nói cho tôi đó, thiệt á. Dạ đây mẫu đâu rồi ta? Ủa giờ là cái mẫu chung rồi điền vô vậy thôi đó. Dạ bây giờ bác điền vô ha, cháu đưa cho bác nhiều lắm. Không, lấy tờ thôi chứ. Dạ lấy không, gì? Cháu đưa cho lấy bác nhiều. Lấy tờ thôi chứ lấy gì nhiều vậy? Lấy luôn 2-3 tờ đi để về thế nào viết cũng sai à, viết sai rồi có cái tờ khác viết lại, tôi thì đó tôi cũng viết sai hoài đúng à. Đúng rồi, cô nói đúng đó. Hả? Bác cứ viết cho nhiêu lấy nhiêu đi. Kỳ con này tán tương tức kỳ. Tự nhiên người ta cho cái lấy hết trơn của người ta kỳ vậy. Ai mà làm vậy? Cảm ơn cậu. Bác cứ điền thoải mái ha, cứ sai là điền lại, sai điền lại. Đã nguyên sắp này luôn ha. Nguyên sắp dạ. Hay ha. Dạ, cảm ơn cậu. Còn mà sao dễ thương nha. Dạ cái bản tánh của cháu từ nhỏ tới lớn vậy đó bác. Lẽ đè xuống hùng cá thương. Thôi dạ. Thì đó nãy giờ em nói với anh đó. Cô đừng có hôn tôi như bác, kỳ lắm nha. Ủa, thấy chưa? Gái đẹp mà không cho hôn là tôi cũng nghi ông nội này lắm rồi nè. Cô có nghi tôi sao à? Thì đó, chắc là định hôn tôi phải không? Không có nào đi. Trời ơi. Dạ nói dạ bộ đen lén nãy giờ xé cho mình 3-4 tôi bỏ túi không nội. Dạ cháu không dám hôn bác đâu, cháu mới ăn cơm sao sợ ối lắm. Quỷ à. Trường hợp cô sao ạ? Đó, em nói với anh rồi á. Cái vụ giấy tờ của em, 9 ngày đợi mong của em đó. Con sao nó đưa đẩy sợ. Bây giờ cái trường hợp mà cô với bác lên đây mà người ta làm khó khăn như thế nào? Dạ. Hai người có thể trình bày lại cho cháu biết được không? Mặt nhông bục vậy, mặt nhông tiền vậy. Giờ sao bác? Bây giờ ra đây đổi chỗ với tôi diễn tả là cho cô là biết. Có cần bạn diễn không bác? Mày làm cái ngừng nộp đơn đi tao. Đúng, diễn. Rồi. Hai người làm. Ủa, ba cái vụ này làm cái một. Ngay đây ngồi đi. Dạ dạ. Mình phải đổi chỗ mình ngồi nó mới có quay. Ủa bác bị sao mà bác đi ngộ vậy? Thiên nhiên. Dạ. Tạo quá là nó như vậy.
sao bác? Bây giờ thí dụ bác làm cán bộ đi. Bác, giờ con phải đi ra ngoài đi vô hả? Chứ không lẽ mày ngồi vào đầu tao mày phóng xuống. Vậy đi. Con này nó không có bình thường. Dạ sao bác để... Bác cán bộ không ai ngồi vậy hết trơn á bác. Tao ngầu vậy cho tao có cái quyền uy, cái chuyện của tao. Vậy bác bỏ cái dạ, cái cây tao này. Không có cái đầu trống tao té. Nhưng mà để ngay giữa kỳ lắm bác. Đúng rồi, bác để giữa kỳ. Ờ, rồi, vậy đi. Dạ, vậy đi. Dạ. Rồi, bác dạ. Chắc chắn chưa? Từ xa phóng vô. Tao, cán bộ làm khó hay sao? Cán bộ nè, đang dòm nha, đang dòm thấy dân nè nha. Dạ. Dạ, alo. Ờ, anh hả? Ờ, em nè. Ờ, đúng rồi. Anh qua nhà em đi rồi hai đứa mình đi trà xanh chém gió. Gì đó cô? Dạ anh ơi, anh cho em hỏi. Alo chị Sáu hả? Khát nước quá, chị bưng vô giùm ly cà phê sữa giùm nha. Cà phê sữa mà đừng bỏ sữa. Gì đó em? Dạ anh ơi, anh cho em lấy cái giấy. Thật sự ra thì tôi nói với anh chị rồi là cái giấy tờ anh chị không có chứng được đâu. Nó sai rồi. Lần sau ra ké ghét ra. Nói đi chị. Dạ anh ơi em muốn. Em ơi bây giờ mình nghỉ cuộc hẹn tối nay nha. Cảm ơn em. Nói đi em. Anh ơi em muốn lấy cái giấy tờ mà hôm trước anh hẹn em lên đây để lấy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? Trưa trật rồi, có biết xếp hàng không? Dạ. Xếp hàng đi. Con mình đúng không? Thấy nguyên cái xã ta về hết trơn rồi. Tự nhiên giờ trưa trật ai cũng về cho bà tới đây chứng giấy tờ chi. Ai chứng cho bà? Dạ anh ơi em xếp hàng từ sáng tới giờ. Cái giờ tới lượt em ta đi về hết thì rồi. Thì đó, chính vì người ta xếp hàng đó. Người ta chứng hết rồi ta đi về. Sao chị chưa đi về đi? Thì đi về đi, khi nào mà tới ta xếp hàng là xếp hết rồi đi làm. Ủa mà anh ơi em chưa có được lấy giấy tờ rồi lấy gì mà xem. Thì khi nào có người xếp hàng đi, lỡ xếp hàng đi được lấy. Ủa anh ơi nhưng mà em có giấy. Đừng nói nữa, giờ hết giờ làm việc rồi. Đó ngăn vậy đó cậu. Đó, trời. Cháu không ngờ cán bộ làm việc một cách thoái quá và một cách cửa quyền như vậy. Mệt lắm. Cháu không tin. Cháu thấy thì cháu rất là buồn. Nhưng mà cháu không làm gì hơn được. Bây giờ sao giờ? Giờ sao bác? Thì à. Để bây giờ hai người chờ cán bộ về giải quyết chứ cháu thấy cháu buồn lắm nhưng mà cháu không... Giải quyết cho tôi luôn đi. Cái giấy của em á, bữa nay là tới ngày hẹn lấy. Thì đó, giờ giải quyết lại tôi. Em... cậu điền giùm tôi luôn đi, là giải quyết tôi luôn đi. Dạ đúng rồi, mà em là... lên đây lên đi xuống. Thật sự là tôi thấy thật sự là tôi biết là cậu thương tôi thì điền giùm tôi luôn đi. Rồi gửi hình là làm chứng giùm tôi đi. Tôi điền, điền không được. Nè, hãng mới khen nha. Đúng rồi đó. Không có chơi là kèo à. Điền giùm tôi đi. Điền, tôi thấy mà tôi điền không được rồi bác à. Mới khen nha. Cái này điền đừng làm mất hình ảnh nha. Của bác điền khó lắm, còn tôi dễ lắm, có viết sẵn hết, tôi biết nằm trong một bàn á, giờ lấy ra đưa tôi một cái. Tôi thấy học bàn mà tôi mở không được. Vẫn chơi hoài. Này là đang dễ là giờ khó nè. Kỳ à. Nãy giờ ta diễn xong hết rồi giờ mới bắt đầu diễn lại. Kỳ. Dạ không phải đâu, tôi không diễn đâu, tôi nói thật mà. Thật sự là tôi thấy hết hồ sơ mà tôi không có đụng gì được và tôi không biết ký cái gì mà tôi không dám ký. Vậy ngồi đang chi ông nội? Mệt quá à. Dạ tôi cũng bởi vì cán bộ ai cũng như ai thì lúc đầu giả bộ hiền xong bây giờ cũng tiếp tục cà rỡn với người ta à. Dạ không phải cà rỡn, thật sự là tôi lên đây tôi làm giấy báo tử cho ông nội tôi. Là làm sao? Ông nội tôi chết tôi lên ủy ban xã tôi làm giấy báo tử để về làm đám ma. Dạ ngồi đây chi vậy ông cố nội? Dạ tôi thấy ba cái ghế có ghế trống ngồi. Trời ơi, vậy té ra bạn ấy cũng đi chứng giấy tờ hả? Dạ. Vậy mà nãy giờ cứ làm ta nói vòng vo. Cái tánh người ta đã không thích nói vòng vo rồi. Mẹ em chút mất 5,000 rồi thấy không? Trời ơi, vậy ông cũng là người đi chứng giấy tờ như tụi tôi thôi phải không? Vậy mà sao giờ này chưa có ai lưu vô làm việc vậy thưa bác? Đó, thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Bây giờ mình cứ ngồi đây. Tất cả những gì mình cần phải làm là chờ. Nãy giờ tôi cứ tưởng ông là cán bộ thiệt. Ai dè đâu ông cũng đi chứng giấy tờ thôi. Thành thử ra thì bây giờ giống như là ông là một cái cán bộ trong mơ của tôi. Bây giờ mình ước gì mà cán bộ thiệt cũng giống như anh này ha, con bánh bèo. Bé Sáu, đổi tên rồi Bé Sáu. Bé Sáu bèo. Bé Sáu. Thấy không? Thương sợ. Dạ. Ước gì ông làm cán bộ ha. Dạ con cũng tên Khọt nhà gần đây thôi. Tên Khọt luôn hả? Dạ. Ê, vòng vòng cũng chấm nước mắm ăn không à. Dạ. Vậy bây giờ mình chờ tới chừng nào vậy thưa bác? Nói chung là
Một người chờ với một người, một người chờ với một người là ba. Ba người chờ đến bao lâu? Chờ hoài chờ mãi à. Chờ luôn đến già. Ta là một ở trên thiên đình, đi du ngoạn xuống trần gian. Chú ra lâu chưa? Ra đâu? Dạ, ở chợ quán ra lâu chưa? Tướng nhỏ xíu vậy à, mà dám kêu bằng tao với con là sao hả chú? Trời ơi, cái tướng nhỏ nhưng mà ông già rồi, ông có râu rồi, con không thấy hả? À. Nó kêu người quá trang xong đứng, vô đi anh, vô đây anh. Ôi, trời. Ở đây bán đồ ăn ngon, vô đây anh đó. Hai trái dưa leo tao đâu rồi? Dạ con bán cho bà bán cơm rồi. Tao. Con tưởng tao má dột. Kiếp trước tao mắc nợ mày hay một kiếp trước tao cướp của nhà mày hay sao kiếp này tao trả dữ vậy? Má kể má. Không đâu, bây giờ má trả con lượt đi chứ sao con trả lại. Ủa má ơi, má bị gì vậy má? Ủa má làm gì như con cá mà chết vậy má? Hay là tôi khổ quá cuộc đời tôi. Sao ai làm má khổ má nói con nghe con. Má khổ lắm con ơi. Ai làm má khổ má nói con nghe con xử người đó cho má. Mày mày làm tao khổ nhất cái nhà này. Một ngày tao kiếm cái câu ra để tao chửi mày sao tao cũng nhức đầu nữa, mày hiểu không? Tao không có chửi trùng câu được, tao phải kiếm cái câu để tao chửi mày sao tao cũng nổi điên rồi. Trời ơi. Một cái người thứ hai là ai? Ai? Là bà Tư của mày. Bà Tư mày. Sao? Bà Tư sao? Để má tâm sự, ngồi xuống. Sao sao? Má hỏi con. Sao má? Chồng con gì vậy? Ngày nào vậy? Con thấy hắn rồi em hay tình. Con không nói gì hết. Con thấy gặp anh hoa lạc gì. Con sao tao kể chuyện buồn mà mày vui quá vậy? Không phải. Má nói gì con nghe được, con chết liền luôn. Con thề á. Con nghe. Nghe hả? Con nghe. Má hơi xúc động. Rồi đó, nói lại ơi. Để má giữ cân bằng, má kể lại cho con nghe. Bình tĩnh chưa? Hỏi con, giọng con gì đâu à, tối ngày đi lấy được chị này. Má ra của mình thật lọt. Má nói cười. Má ơi, thiệt con không nghe gì đó má ơi. Má, kỳ quá. Cái này mà tao mài nhọn được, tao phóng một cái này nó dính vô cái miệng mày là năm sau mày mới rút ra được, mày tin không? Mày không ưa tao phải không? Có bây giờ để má kể bình thường cho con nghe. Có, kể bình thường đi. Trời là bây đi. Giờ tối ngày dán đầu vô cái laptop này, má đang nghi là ổng đang chat viết gì tới cái con nào trên mạng để mà ngoại tình. Laptop đúng không? Cái này nghi lắm nè. Mày bữa nay tao với mày phải làm rõ cái chuyện này. Sẵn ổng lên rồi ổng không có để ý, mày làm mở cái máy ra cho má. Con mở máy ra cho má. Mở máy hả? Mở máy ra cho má. Ờ, con không làm đâu. Mở đi cho má. Thôi con mở ra là lén lút mà. Thôi con lén lút không được. Đừng có nghĩ làm như vậy là lén lút con à. Mình chỉ vô tình mình mở lén có một lút thôi. Không phải là lén lút nha. Dạ. Thôi nhưng mà ba Tư buồn con á. Mở cho má. Không được làm con được. Con mở cho má. Luôn tâm con ái nái. Thương má, má mở cho má. Không được thiệt mà. Mở đi cho ủi đồ. Con này nó hai mặt dễ sợ. Mở máy nè. Mở máy, mở máy. Rồi xong. Rồi có cái gì trọng nói. Có cái gì trọng nói. Thôi 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 nói không được. Sao vậy? Má kêu mở thì mở cho má rồi nè. Má lo qua má coi đi. Mày mở mày phải đọc ở trong nó có cái gì chứ má chứ. Đọc đi. Trời ơi ba Tư la con sao. Con đọc cho má đi. Không được má. Má cho phép đọc cho má. Thiệt mà. Con cứ đọc. Không. Đọc cho nấu cơm. Dạ. Làm tiền dễ sợ luôn cái con này. Trời ơi. Hình không ha. Hình gì vậy? Hình gái không đây nè. Trời ơi. Thì ghê quá. Cái gì đó ông nói má nghe. Nói má nghe. Má ơi. Cái gì? Ghê quá. Má biết ghê rồi mà ghê cái gì cũng nói má nghe. Ghê quá. Má biết ghê rồi nói đi con. Má ơi. Nói đi. Mẹ bà mày tao quýnh mày chết bây giờ. Nói má ơi ngoài mày không nói tao nghe. Ủa má kêu con đọc á. Má đâu kêu nói má nghe.
Trời, mày ăn tiền, mày làm tiền trắng trợn luôn á. Khổ thiệt, luôn tâm ngoái nái lắm á. Má lại con nói má nghe đi, má khổ tâm lắm rồi. Không được má. Nói má nghe. Thiệt sự Trang luôn. Trang nói má nghe. Không mà. Con nói đi con. Từ là con. Nói cho tắm. Dạ. Đối xử với tôi chỉ bằng tiền bạc tôi. Bây giờ mở vô phải không má? Mở vô coi. Đọc liền. Ông viết cái gì vậy? Ông viết cho con nào mà đọc cho má nghe. Đây, 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 đây. Hòm thư. Rồi sao thư mà nghe cái hòm nghe ghê vậy? Thì cái gì bỏ thư vô là cái hộp thư, thư mẹ ơi. Ờ đúng rồi, hộp thư đọc. Cái hộp thư nó cái hộp thư nghe cái hòm nghe kỳ quá. Tiếp. Ngày tháng năm. Bỏ qua cái đoạn đó đi. Mày bỏ qua cái đoạn đó đi. Dạ rồi. Vô rồi. Vấn đề. Rồi rồi. Ngày tháng năm. Mày mới lặp lại cái mày nói đó. Bỏ rồi. Qua cái đoạn đó. Tháng năm ngày. Tao giết mày chết nha. Mày làm gì mày cứ lần quần cái đoạn đó hoài vậy? Không phải con học rồi, có trước có sau, giỏi văn mà phải đọc từ trên xuống dưới. Tao không cần mày giỏi văn chỗ này, bây giờ tao cần mày giỏi toán. Ngắn gọn, xúc tích. Xúc tích đúng không? Xúc tích. Rồi. Ký tên hết. Má tặng con cái ly nha. Không, má nói kêu con xúc má tích mà. Má đúng một cái là cái mặt mày như cái ly nha. Má. Mày đừng có nổi điên, tao ra mày vô thân bài liền không? Trời chọc cái đứa tao điên phải không? Thì má kêu xúc tích thì má muốn con đọc thân bài. Má phải nói là giáo dục công dân rồi con đọc luôn thân bài. Giáo dục công dân đi má. Dạ đó rồi, rồi con đọc. Trời ơi, nổi máu sẵn hậu với con này thiệt á. Trời ơi. Cái gì vậy? Thấy ghê quá má ơi. Tào Phỏng à, vô vấn đề. Chát với em gái miệt vườn. Em gái miệt vườn thiệt. Tao biết ngay mà. Có sao không? Con nào tên nghe cái miệt vườn phải không? Em gái miệt vườn. Trời ơi chết tao rồi. Lấy cái nick em là nick gì? Nói. Tư tốp. Trời ơi. Tư tốp. Tư tốp. Tốp là tốp ca hay tốp mở? Không, laptop. À laptop. Từ laptop. Trời ơi tại sao ông lại biết cách để mà chat chít trên mạng mà biết cách lấy một cái nick em mà nghe nó rất là tây như vậy. Làm sao ông biết được những cái chuyện này trời? Con chị. Ba Tư hỏi con chị đó. Ba Tư đâu có biết là chát làm sao. Con kêu lên mạng là phải như vậy nè. Phải lấy cái tên này nó mới kêu đó. Vậy là con chỉ ba là chát lấy nickname luôn hả? Đó. Trời ơi giỏi sợ luôn con. Giỏi ơi. Giỏi không ba? Hay quá con gái nói nghe nè. Dạ. Tháng sau con dọn nha. Dạ. Tháng sau dọn khỏi nhà má nha. Con cốt nè. Mày phá nhà tao phải không? Không có. Thầy Ba Tư không biết. Ba Tư chị kêu con chị mà. Bỏ má. Bỏ. Điện thoại tao đang reng. Để tao nghe điện thoại sao tao nói chuyện với mày. Dạ. Qua phụ má coi tại sao má chà hoài nó không ra vậy. Trời ơi bà nội ơi, cái điện thoại cùi bắp mà làm như iPhone vậy, trượt trượt. Bấm cái nghe rồi nè. Thấy mấy cái con hàng xóm nó trượt quá. Quá đáng à. Alo. Con gái hả má nè con. Ồ má nè, bên Mỹ rồi về ở. Ồ dạo này chào vợ chồng khỏe không? Ờ má khỏe, má vẫn đếm tiền đủ hàng đêm. Ba hả? Ba sắp chết rồi. Ông có bệnh gì trơn á mà tao sắp giết ông chết rồi. Trời đất ơi. Cái gì? Con nói con gửi tiền cho ba hả? Ba xin con tiền hả? Xin bao nhiêu tiền? 1,000 đô hả? Trời ơi sao con gửi cho má con gửi góp có 200-300 lần mà con gửi cho ba con gửi 1,000 chẳng vậy con. Rồi má thông báo cho con nghe, ba con là chết liền ngày hôm nay chứ không có sắp chết nữa nha con. Rồi cúp máy đi. Tao mới nổi điên rồi. Trời ơi. Bữa nay tao mà không làm gì ghẻ tao con mày tao nổi điên lên rồi. Ủa má Ba Tư xin tiền con má hả? Xin tiền con nhỏ bên kia. Nó gửi tao 200-300 mà ổng xin tới 1,000 đô làm cái gì? Làm cái gì? Cho gái làm cái gì? Đúng rồi má ơi. Mày thấy dạo này ông sao mày dạo mày nói đâu nghe. Dạo này con thấy Ba Tư lạ lắm. Có gì đó mờ ám. Mờ ám. Lúc nào cũng thấy lén la lén lút không. Lấy tiền ra đếm xong mà gói vô trong cái gói. Rồi không biết đem đi đâu con cũng không biết nữa. Như biết là cho ai đó. Cho gái rồi. À đó. Mày đừng nói cho mày nha. Bậy. Má nhìn con đi nè, má nhìn con đi. Con đâu phải kiều nữ. Đúng không? Mà Ba Tư cũng chẳng phải đại gia. Sao cho con được? Đúng rồi. Đâu thể nào mà hai em không được. Cái đẳng cấp mày cũng không bằng má rồi. Đúng rồi. Bây giờ kiếm người khác đi. Cái người nào mà nó hơn má đó. Hơn má phải hơn không? Hơn má đó. Như vậy là con này chân phải dài lắm nè. Chân phải dài tới con nách. Này là mẫu nè, chân dài tới nách nè. Tới nách. Đọc cái địa chỉ má xuống quýnh liền nè. Để con yên tâm. Nổi điên bữa nay rồi, đọc cái địa chỉ đi. Đây nè.
Đọc đi con. Biết ngay mà. Đọc đi. Không có địa chỉ. Gác làm gì có địa chỉ. Hồi chính ra mày chơi tao hoài luôn á. Sao? Mày ghét tao mày nói thiệt á. Đâu có đâu mà. Không có địa chỉ thiệt. Không mà. Có địa chỉ kiếm nó đâu. Trời ơi bây giờ kiếm con nhỏ đó ở đâu bây giờ. Khách kìa. Không còn tâm trạng mày ra mở cửa. Trời ơi làm như nhà con nữa thiệt á. Thiệt tình. Nổi điên. Chồng con đi với gái như vậy là không được. Má. Gì vậy bà ngoại? Mày kêu tao hay mày chửi vô mặt tao vậy? Con kêu. Má. Mày kêu đi như mày chửi vậy mày đổ qua tiếng mẹ nghe cho nó thân hơi. Mẹ. Mày giống hơn nè. Trời ơi. Mày giống chửi hơn nè. Nó tới rồi kìa. Nó là ai? Em gái Miệt Dương. Đó, nó tới rồi. Nó tới đây. Nhỏ con gái đẹp lắm. Trời đất ơi. Nó tới đây nó tìm anh tư tốp. Đúng chưa? Xác định không? Trời ơi bà chưa tìm con mà con tìm bà. Vợ sao? Ngày hôm nay mày vô đúng động rồi. Nó có mạng tới đây là nó không có mạng đi về. Hôm nay tao sẽ làm trận lô định đây. Sao mẹ? Vô kêu con cha già phụ bạc ra đây. Dạ. Kêu ra đây coi phim. Cha già phụ bạc ấy rồi. Ba Tư, ba Tư. Trời đất ơi. Ba Tư ra 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 ra. Gì mà bày kêu tao đóng phim gì mà cha già phụ bạc ở đây. Anh yêu. Anh yêu. Ngồi coi phim là ngồi coi phim. Hay rồi. Quá. Là coi phim. Coi phim coi hả bay. Coi phim coi ngồi xuống ngồi coi phim nha. Em thương anh lắm. Ôi da. Bà kêu bà kêu. Con kêu nha. Kêu mà. Rồi. Ngồi đây. Rồi vô đi vô đi. Nghe không được nói. Dạ con chào ngoại. Trời sao nó kêu chồng tao anh mà nó kêu tao lên tới ngoại dữ vậy mày. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có phim, có phim. Ngoại ơi cho con hỏi à, cái này có phải là nhà của anh Tư Tốt không ngoại? Đúng rồi đó. Trời ơi nhìn cũng đâu có dài hơn bên này nhiều đâu ta. Mà sao kỳ vậy? Bên này đâu có đẹp bằng cái này. Cái mặt đẹp hơn má, cái mặt đẹp hơn. Con kiếm Tư Tốt hả? Dạ, có anh Tư Tốt nhà không ngoại? Có. Trời ơi, có anh Tư Tốt nhà. Nó mừng ghê không kìa. Nó mừng ghê không kìa. Mừng chú đi cho vui. Một phát là như kêu bẫy chuột liền nghe. Mày đi ra ở đây ai với tao? Ba tự bơi đi. Nhà mắt vui lắm mà hai đứa bị điên. À con, dạ? Có tìm anh Tư Tốt có gì không? Dạ, chuyện quan trọng lắm. Quan trọng là quan trọng sao nè? Dạ. Không mắc cỡ. Bác cũng mắc cỡ quá. Ủa sao bác mắc cỡ? Bác mắc cỡ là tại vì con mắc cỡ nên làm bác mắc cỡ lây đó. Ủa gì kỳ vậy? À, nói đi coi kiếm cái gì quan trọng không con? Dạ thôi con nói luôn nha. Nói đi trời ngu. Ủa mà ngoại là gì của anh Tư Tốt vậy? Đoán đi. Là má của anh Tư Tốt phải không? Ủa tôi là má Tư Tốt nè. Dạ con chào bác. Đúng rồi. Trời bác đẹp quá à. Đẹp không con? Dạ đẹp. Đẹp lắm mà. Dạ. Ai cũng nói gì hết trơn á. Dạ biết sao không anh Tư Tốt á. Anh Tư Tốt á. Sao con? Sao? Tư Tốt làm sao? Là người như thế nào với con nói đi. Dạ sao mà bác rung dữ vậy? Không có rung. Cái này là tại sáng giờ đập ruồi nhiều quá mỏi tay. Dạ. Nói đi con. Tư Tốt làm sao? Anh Tư Tốt là một người rất là tốt. Nhờ có anh Tư Tốt á mà con mới được như ngày hôm nay nè. Rất con... là tốt. Ngày hôm nay con lên đây con muốn gặp anh Tư Tốt để con cảm ơn. Nếu mà ngày hôm nay mà con không gặp được ảnh là con hối hận suốt đời luôn á. Hối hận suốt cái cuộc đời. Suốt cái cuộc đời. Nói đi con. Dạ, dạ nói gì? Con nói tiếp đi. À, cái tầm quan trọng á, của hai đứa đối với nhau và quen nhau ở đâu nói đi con. Dạ, quen nhau ở đâu hả? Ừ. Dạ thôi. Sao vậy? Dạ thôi, có gì đâu nói. Dẫu kính lắm mày sao mà không dám nói? Dạ không phải, tại con mắc cỡ. Quán cà phê phải không? Dạ không. Cine? Dạ không. Công viên? Dạ không có. Chú quen đâu? Dạ, quen nhau trên mạng á. Hả chơi không?
Trên mạng phải không? Dạ. Quen từ hồi nào? Dạ nó ly kỳ hấp dẫn lắm. Ly kỳ hấp dẫn lắm à? Con mến anh Tư Tốt lắm á. Anh Tư Tốt dễ thương lắm. Dễ thương lắm à? Dạ giúp đỡ con nhiều lắm. Ôi, giúp đỡ nhiều à? Dạ. Rồi đứng đây coi phim luôn nha. Dạ. Đứng coi phim, coi phim. Phim gì? Dạ bác có phim coi. Có phim hả? Ừ. Đứng dậy. Stand up. Stand up. Nhà hay hay giỡn vậy đó. Stand up. Coi kỹ coi có phải Tư Tốt của em không em? Đúng Tư Tốt không? Dạ. Thì... đúng hay không? Nói. Thì... đúng không? Tư Tốt đúng không? Không, không, không phải. Dạ ngoại ơi. Đúng không? Anh là Tư Tốt nè em. Từ từ từ. Thôi tôi không ra gì nhận em bữa nay đưa gái về. Thôi 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 thôi. Đúng Tư Tốt hay không? Đúng không? Nói đi. Đúng hay không? Thì... đúng không? Thì đúng rồi anh là Tư Tốt nè. Ôi trời. Đưa gái trong nhà phải không? Ngày hôm nay tôi không đánh ông tan xương nát thì thôi. Hãy đỡ. Trời đất ơi. Dài. Đừng đừng đừng. Con để mà chiến đấu con ơi. Thôi thôi thôi. Thôi. Thôi đừng có đánh nhau. Đánh nhau xấu lắm. Đánh nhau. Sao vậy? Ngưng chiến đi. Con. Dạ. Quýnh lộn mà con nắm bác kiểu này lấy đâu mà bác chơi lại bà. Không được quýnh lộn. Bác đâu có quýnh đâu. Ít ra bác cũng phải có tay để bác đỡ chứ. Gái, buông ra đi con. Ừ, nó buông ra đi. Buông ra. Buông ra hả? Buông ra con. Đó. Buông rồi phải không? Con buông rồi. Buông rồi chẳng đánh được. Bây giờ làm sao? Trời đất. Hả? Kiếm chuyện với tôi phải không? Dắt gái về tận nhà nghe chưa mà còn quen sinh viên nữa phải không? Cái chuyện. Tốt. Chuyện nó không phải ông là ông nói vậy. Đi. Ông coi nó hay coi tôi là vợ. Thì nói đi. Bà phải để nói đâu. Ông đó. Nói đi. Ông im. Im. Đừng nói. Ông nên ngụy biện. Ông giải thích cái gì. Tôi nói đây. Bây giờ tôi ông nói. Ông im đi. Ông đừng ngụy biện. Bà... ông ngụy biện. Ông đừng có nói gì hết trơn á. Ông nói là ông ngụy biện. Ông giả bộ thôi. Thì bây bà giờ giải thích tôi nói. Ngậm miệng lại. Giải thích đi. Giải thích tại sao. Tại sao quen nó. Nói đi. Thì tôi giải thích đi. Tại sao tôi hỏi nãy giờ không trả lời. Ông nói đi. Bây giờ đừng có nói gì trơn. Bà đứng đây. Ông nói đi. Nói đi. Xong ông ngậm miệng lại. Ông nói đi. Ông ngậm miệng lại. Bà nội tôi nói cũng không được nữa à. Nói cho nói bà hồ đồ lắm chưa gì là bà nhào tới rồi chồng bà đánh như là con bà vậy đó. Tôi nói rõ ràng cho bà biết đây là cháu Thoa là con của chị hai ngày xưa ở dưới quê đã từng cưu mang vợ chồng mình đó. Ủa sao ông biết con hả? Ông biết hết con à. Thật sự ra là từ ngày mẹ nó mất hoàn cảnh nhà nó khó khăn, nó không có tiền đi ăn học, nó định bỏ mấy lần rồi. Tôi biết hoàn cảnh như vậy, tôi tìm cách tôi giúp đỡ nó hết sức nhưng mà nó không chịu nhận nên tôi mới phải bày ra cách này cách nọ tùm lum như vậy đó. Ông đừng có xạo. Con có phải là con của chị Hai Thoa? Dạ. Chị Hai Thấm. Dạ, nó là Thoa. Con tên Thoa là con của má Hai Thấm. Ủa còn đây là anh Tư Tốt hả? Chứ chứ mỗi lần anh Tư Tốt gặp con đâu phải vậy đâu. Thì thật ra là cái gì rối đơn vậy? Là bác là bác Tư Tốt, bác chát với con, bác làm quen với con nhưng mà bảo quản lý bác kỹ quá, không cho ra khỏi nhà, làm sao mà bác đến gặp con để giúp đỡ cho con? Cho nên là bác phải nhờ một người đóng làm anh Tư Tốt đến gặp con giúp đỡ tiền bạc rồi giúp đỡ con chuyện ăn học, con hiểu không? Dạ. Trời ơi, như vậy là rõ ràng đúng không? Ông đem tiền của tôi ông cho người ta, nhưng mà tôi giúp đỡ. Ân nhân ngày xưa giúp đỡ mình, bây giờ mình giúp đỡ lại. Nhưng mà nếu mà nó là con của chị Hai Thấm thiệt thì tại sao ông không nói cho tôi một tiếng để vợ chồng mình cùng giúp, là sao ông không nói mà ông lên mạng ông xưng anh, ông trách người ta làm cái gì, ý đồ gì? Cái anh Tư Tốt đó là anh Tèo chạy xe ôm đầu sớm á. Tôi nhờ nó thì nó là anh. Đúng không? Đúng không? Dạ dạ thì đúng rồi, thường có cái anh Tư Tốt là anh trẻ trẻ gặp con chứ đâu thì phải. Đó. Đây đâu. Còn bà đó, bà có cho tôi cơ hội để tôi nói không? Tôi nói cái gì đó mà bác liền bà keo kiệt, bà bủn xỉn như vậy, bà hà tiện thì lấy đâu mà bà chịu nghe lời tôi mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà dạ, dạ thôi bác ơi, bác bớt giận đi. Thiệt tình là hồi trước á là con chat với anh Tư Tốt, con cũng không có ngờ anh Tư Tốt lại vậy nữa. Lúc đó nhà con khó khăn quá à. Anh Tư Tốt á, anh nói má con là ân nhân của ảnh, ảnh năn nỉ dữ quá, con thì con cũng ngại lắm. Nhưng mà lúc đó con cũng đang cần tiền để thi đại học quá, cho nên là con nghĩ thôi con nhận trước đi, rồi sau này con đi làm con trả lại. Hôm nay con tới đây con cảm ơn nè. Người ta người tốt như vậy mà bà hiểu lầm con nhỏ là sao? Không, bây giờ con ngồi đây không phải rồi bữa nay nó rối hết trơn à. Thật sự ra là cái gia đình của bác là mang ơn má con nhiều lắm.
là má hai Thắm đó. Ngày xưa là gia đình nghèo ở dưới quê, ba cô mang hai bác. Nếu mà bác biết là con của chị hai Thắm là bác giúp rồi. Nhưng mà nãy giờ là ghen là bị gì sợ chồng mê gái. Trời đất ơi. Dạ không có gì hết. Nhưng mà con đáng lẽ là con phải tới sớm con nói cái chuyện ra thì nó không có xảy ra như vậy. Con phải nói chứ tại sao con không nói? Dạ con có nói được gì đâu. Sao con không nói được? Dạ mới vô bị đánh quá trời luôn, có nói được gì đâu. Đó, bà thấy không? Con người bà hồ đồ, bà hung dữ vậy thì làm sao mà ai mà giải thích được cho bà? Bà nói bà sợ chồng bà mê gái. Sợ chồng mê gái mà ngày nào cũng quản thúc nhốt trong nhà không cho ra đường. Mỗi ngày cho 5.000 mà không cho ra đường lấy cái gì mà xài. Tôi sợ ông ra đường ông gặp gái tôi mới quản lý tiền của ông. Với lại tôi tiết kiệm, vợ chồng già rồi có làm được gì đâu. Cho sinh viên mướn nhà lấy tiền tôi thì phải tiết kiệm mới có cái mà sống chứ. Bà nói quá là bà tiết kiệm vừa vừa thôi. Mình già cả có xài bao nhiêu đâu. Giúp đỡ cho tụi nhỏ nó nghèo khó nó học hành. Tương lai cho nó sau này cho nó lớn nó giúp lại mình. Dạ hôm nay con thứ nhất là tới đây con cảm ơn. Cái thứ hai là con cũng báo tin mừng là con đậu ba trường đại học rồi. Trời ơi giỏi gì hả con gái? Dạ. Vậy hả con? Trời đúng là trời cao có mắt. Trời ơi con của chị hay Thắm giỏi quá. Bà thấy không? Vậy là nhờ ông giúp nó được đậu trường đại học. Xin lỗi. Bị ghen quá mẹ ơi. Giận mất hồn. Bây giờ bà phải tự kiểm điểm lại mình. Ừ. Bà coi á, bà có hung dữ hay không? Rồi ba đó. Ai thay lại muốn nói vậy? Bà thấy không? Mày rảnh quá à. Bà thấy không? Đó nó mà còn biết nữa. Rồi ba đó, bà có hiếp đáp chồng hay không? Có. Rồi ba có quản lý chồng gắt gao hay không? Có. Rồi ba có hà tiện bủn thiển hay không? Có. Bây giờ mày phe nào? Dạ gió chiều nào cũng theo chiều đó. Trời ơi cái con mày tháng sau mày dọn liền nữa chưa? Không có phe gì hết á, tôi chỉ muốn nói vậy cho bà hiểu thôi. Bây giờ bà hiểu ra mọi chuyện rồi, bà có hứa với tôi là bà sẽ không có hà tiện, không có hung dữ này không? Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ yêu chồng kính con. Tôi sẽ yêu chồng kính con. Cái gì vậy? Mấy con tao mà tao kính nó làm sao vậy? Yêu con kính chồng. Tôi sẽ yêu con chồng kính. Ôi trời ơi. Kính chồng. Yêu con kính chồng. Chồng bà ơi, chồng ở đâu đây? Như chồng cây. Yêu con trống kình. Trời ơi. Mà thấy không, bà hung dữ quá rồi. Bây giờ bà nói được cái chữ kính chồng mà cũng không nói xong nữa. Yêu con kính chồng. Thì nói chung là hôm nay là bây giờ bà có hứa với tôi là bà sẽ thay đổi hay không? Không có nghe. Không có nghe. Ngồi nói gì đâu trong họng không? Ngồi lớn lên. Cái to hơn chút. Hứa. Trời ơi, nghe đâu trời. Dạ con hứa má, con hứa rồi. Trời ơi, hung dữ. Quên, không hung dữ nữa. Không hung dữ nữa, hung chồng được không? Cái gì là trời ơi, cái môi chứ cơ. Mình ơi. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi. Bông lê sao bằng em đẹp ơi mình ơi. Là đôi a đôi chàng nè. Bông rồi lại mấy bông. Là đôi a đôi chàng nè. Bông rồi lại mấy bông. Hay quá nàng ơi. Cái giọng hát của nàng càng ngày càng nhiều người yêu thích. Mặc dù rừng núi này chỉ có cặp vợ chồng chúng ta mà thôi. Mình đừng có giỡn mà, ngồi xuống đi. Từ từ em sẽ hát hay. Mình ngồi xuống đi. Đừng có đứng chi cho nó mỏi nè, em chăm sóc mình nè. Hôm nay nàng làm gì vậy? Em làm đồ ăn cho mình. Trời đất ơi. Ngồi xuống đi mình. Mình đọc sách có mỏi mắt không? Để em đấm bóp massage mắt cho mình nha. Không, ta vẫn bình thường nàng ơi. Ồ, vậy hả? Vậy mình có mệt chỗ nào không? Ta là thầy thuốc mà. Khi nào có bệnh, ta tự lấy thuốc ta uống. Làm gì có mệt. Gác giò đến đây cho em. Nhiệm vụ của em là chỉ chăm sóc mình thôi. Trời đất ơi. Nàng mới vừa làm đồ ăn cho ta xong hả? Dạ. Làm cái này mất nhiều thời gian không? Dạ nhiều lắm. Thời gian đó chắc làm tóc đúng không? Dạ. Thật ra là nãy thời gian á là thiếp làm tóc. Còn cái này thiếp mua. Thôi kệ, phụ nữ mà. Dạ. Phải biết làm đẹp ở mọi địa hình. Dạ. Dù đây là đồi núi.
Mình ơi, không có mình thì làm sao có em ngày hôm nay. Đúng đó. Vậy, ngày xưa nàng đi phượt với chúng bạn, đi với chung với lại Trịnh Thăng Bình. Mình cứu em, cho nên là em lúc nào cũng biết ơn mình hết. Và em mời mình đi rượu. Rượu này là rượu do chính tay vợ ta nấu bằng những thảo mộc ta đem từ núi về, nên uống không hại sức khỏe. Dạ. Cái này mà lọt ra ngoài bán có giá lắm. Dạ. Mình ơi, còn đây là chân gà đó mình. Và 20 con gà em nuôi, em bẻ giò nó hết rồi. Bây giờ làm chân gà hầm cho mình đây. Đó, dạ. Chân gà. Chân gà này dạ. Rất là bổ đó. Dạ. Rồi bây giờ còn 20 con gà kia, nó không có chân để đi, mình cho phép em luộc nó em ăn nha mình. Được. Dạ. Thôi, nàng ơi. Dạ. Nàng cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Ta cứu nàng không phải là gì muốn lấy nàng, mà tại vì ta cứu nàng bởi ta là lương y. Dạ. Nàng sau đó gọi là nể đền đáp, chịu về làm vợ ta ở nơi rừng núi như thế này không có ai hết. Nàng đúng là người phụ nữ gan dạ. Bởi vậy suốt cuộc đời này ta sẽ sống với riêng mình nàng thôi. Dạ, mình yên tâm đi, em gan dạ lắm. Thôi bây giờ vậy. Dạ. Ta đã hứa rồi, khi nàng chịu lấy ta, một người xấu xí suốt ngày chỉ biết nghiên cứu thuốc để cứu người. Dạ. Rồi chuyến trước ta đi cách nhà một tháng trời để đi qua vùng núi bên kia cứu người, nàng ở nhà vẫn đợi ta, đó là niềm hạnh phúc. Cả cuộc đời này ta sẽ vì nàng, vì nhân loại mà sống. Cứu dạ. Người đó là có ai đức. Ở nhà không? Hả? Có ai ở nhà nơi không? Rừng núi xa xôi này sao có tiếng người. Mình ơi, mình quên hả? Đây là bệnh nhân mà mình đã cứu đó. Có ai ở nhà? Dạ. À, xin chào ngài thầy Lan. Trời ơi, bây giờ đã khỏe khoắn chưa? Khỏe lắm rồi. Bây vậy? Giờ tao nó quánh lộn với con trâu nó còn thở lên thở xuống với tôi mà. Trời ơi, bây giờ không chơi, chơi với người, chơi với thú không vậy đó hả? Có. Tại vì tôi nói nha, công nhận thầy Lan thầy đúng là quá giỏi, đúng là đức thánh y. Trời đất ơi. Đừng giống... nói như vậy, đừng nói vậy, ta nhục. Tất cả là do sự chăm sóc của vợ ta. Hãy cảm ơn phu nhân. Dạ chào phu nhân. Bà đẹp mà phúc hậu quá. Dạ. Trời ơi, cái ơn đức này tôi không biết tôi nói sao mà tôi bù đắp được. Bữa nào gia đình tôi cũng có điều kiện. À, tôi làm quan mới coi như là cũng gà xếp hai đó. Gà nhà tôi có 100+ con, tôi bẻ giò ra tôi làm chân gà hết rồi. Cái miếng gà đó liệt hết rồi tôi đem mà tôi xếp hai. Trời ơi. Hồi xưa học chung môn phái hả? Dạ. Không có, tại vì gia đình có điều kiện đang chăn nuôi gà. Thầy Lan là chữa cho tôi, bây giờ tôi không biết cái gì. Thôi, gia đình làm trà bông thì dạ, không phải biết. Tại biết mình thích ăn chân gà đó mình. Thôi thôi thôi, cái lòng sống với nhau thôi. Thử đi, ngon à. Dạ, trà bông gia đình tôi làm á, gia truyền á, bảo đảm làm từ gà tươi nguyên chất á. Nhưng mà tôi nói thiệt dạ. Hai vợ chồng thầy Lan tôi nói thiệt, ăn ở tốt quá. Mà ở trên cái vùng núi này hẻo lánh, không biết nếu mà được thì hôm nào tôi mời ghé qua tại xá nhà tôi chơi. Thôi. Có trang trại đồ này nọ. Ta rảnh được giờ gian nào một hai tháng lên núi chế thuốc, sau đó đi qua vùng núi gác để cứu người. Dạ. Tất cả mọi chuyện gia đình một mình phu nhân nên lo. Thôi tôi không dám làm phiền hai vị nữa, tôi tới thì tôi tặng quà thôi. Thôi cảm ơn hai vị đã cứu bây tôi. Giờ vậy dạ, vượt bao nhiêu ngày trời mới tới đây được, còn bây giờ ta là ta phải đi rồi. À, thôi ta đi bào chế thuốc. Thôi cũng không dám ở, tại vì tôi lo, tôi sợ cho gia đình. Nguyên khí có thể lành nhưng vết thương bên trong cũng chưa chắc lành đâu. Đúng rồi. Để phu nhân dạ lấy một ít lá ta lấy trên rừng về. Dạ. Xắt lại ba dạ. Chén còn một ly. Dạ. Ừ. Cái gì ba chén còn ly sao cái thuốc quý nó hay như vậy. Rồi. Chứ còn ba chén còn nửa chén là thuốc thường. Rồi hiểu đi không? Mình. Rồi nhiệm vụ của mình là đi lấy thuốc. Dạ. Ừ. Mình cứ yên tâm đi, nhà cửa để tiếp lo. Ngoài là chồng còn là người ơn nữa mà. Thôi đừng nói. Dạ. Sống trên đời này ơn nghĩa là phù du. Trời cũng sắp trưa nắng. Ta dạ. Phải đi đây. Dạ. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay em lên đây. Một mình em lên núi. Ok. Mình đi mình. Mình đi, cẩn thận nha mình. Thầy ơi, mình thầy. Mình có mệnh hệ gì là em chết đó nha mình. Thầy ơi, thầy đi cẩn thận nha thầy. Mình ơi, mình đi mình nhớ về nha. Thầy đi thầy nhớ nhớ về trễ trễ chút xíu nha thầy. Ở nhà mọi chuyện của tôi lo thầy ơi. Cái thằng già nhiều chuyện à, nói nhiều. Anh đã đẹp trai còn làm thơ hay nữa. Làm thơ tặng em đi. Ừ. Hôm nay bộ đồ màu hường, ngày mai
em ở trên giường đẹp hơn. Trời ơi, hôm nay bộ đồ màu đỏ, coi chừng chồng em về quánh phù mỏ. Nàng ơi, nàng ơi, ây da, ta quên dặn nàng. Dạ. Nhớ thuốc đó ba chén sắc thành một ly, sau đó đổ xuống đất hốt lên lại, còn giọt nào uống giọt đó, nghe chưa? Dạ. Ủa sao cái thuốc gì uống cực dữ vậy? Đó, người ta gọi là khử thổ. Khử thổ tức là để xuống đất tinh hoa của núi rừng cộng với tinh hoa của trời đất, khi sắc cộng tinh hoa của lửa, và khi đổ xuống đất cộng tinh hoa của đất. Đổ hết trơn có gì nó đâu, âm tinh hoa. Khí âm dương hết văn. Dạ. Mình ơi mình, cái cô của bên làng trên cũng bị thổ tả đang chờ mình cứu đó mình. Dạ. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em lên núi. Dạ, đúng rồi. Đi đi mình. Nó phải đúng. Mình ơi mình, mình đi mình giữ gìn sức khỏe nha. Mình có mệnh hệ gì là em chết đó nha. Ai mà cho chết đó, trời ơi trời. Tại sao thằng già đó lì dễ sợ luôn. Cái giọng mà còn ra vô nhiều lần. Lùm mà lì. Ghét hả? Khó chịu. Mình bé ơi, công nhận sao bé càng ngày càng đẹp vậy bé? Tại vì ông thầy Lan đó đó, cái ông già đó sao ông hay lắm, ngày xưa em đâu có được đẹp như vậy. Không biết cho uống cái thuốc gì mà càng ngày càng đẹp, mà không phải đẹp thường thường, đẹp nhất quả núi. Hôm bữa lén lén đi chợ đẹp nhất chợ. Trời hôm bữa lén lén lên kinh thành đẹp nhất kinh thành. Lần trước á, dạ, ta có quen một số những cái gọi là mỹ nữ của vùng này. Ừ. Nhưng cũng không có ai mặn mà bằng em. Ta có quen cái con bé con chu lì gì đó. Ôi con đó nghe, tôi đặt cái tên nghe là lì rồi. Nghe thấy gì? Em không có lì. Ờ. Em ngoan lắm, nói cái gì em cũng nghe hết. Cưng muốn chết. Rồi có quen với con nhỏ con Bình gì đó. Ừ. Cái con Bình gì mà hồi xưa nó làm kỹ nữ ở trong kỹ viện đó. À cái con Thăng Bình. À. Kỹ nữ con. Ngồi xuống đây em bắt xa cho. Hay quá anh ơi. Nè. Sao? Cái điều quan trọng bây giờ đó, thì mình làm cách nào để mình chiếm đoạt được cả cái nhà thuốc này. Bây giờ em có cách nào không? Đây, diệu kế. Ổng á, vô trọng á, ổng làm thuốc gì á, em đều canh chừng hết. Ổng đang nấu đây. Đây á, là một liều thuốc cực bổ. Nó gọi là cường dương tán. Cường dương tán. Nhưng phải tiêu diệt ổng. Tiêu diệt ổng. Ổng còn có một cái thuốc gọi là tàn phế tán. Trời đất ơi, cái tàn phế tán nghe cái tên ghét vậy, uống là chất liệt luôn á. Không, uống vô chết, cực độc. Thì ghê gì? Thì bởi vậy, em đã làm rồi. Em ơi, ủa mình đi thôi chứ mắc gì mình giết ra chi? Giết để kiếm đoạt gia tài, mình ác là mình phải ác từ trong tâm ác ra. Mình tính là mình phải tính cho ngọn cho ngành, chứ mình đâu có thể nào mà khơi khơi mình lấy nhau, mình chạy cao dạy ra bay, ôi cái tụi trẻ trâu nó mới làm cái điều đó. Còn mình lấy là mình phải giết cho tận gốc, rồi mình cướp đoạt tài sản. Em, ủa bình thường em nhu mì lắm chứ bữa nay em như con gì ghẻ vậy? Ủa vậy hả? Tại vì mà nói tới gia tài là tự nhiên em bất chấp lắm. Ồ sao đụng tới kinh tế cái em hoang mang lên vậy? Ờ nói tới tiền là em lòi bản chất. Ê, đúng được. Em phải hiền lành bớt bớt lại nha cưng. Cho uống nửa viên thôi, cho nó sùi bột mép thôi. Anh làm như anh hiền lắm, người ta nói ngu tầm ngu, mã tầm mã, anh cũng đâu có vừa gì. Thôi đừng có nói gì vậy. Anh nói nhiêu? Nửa viên thôi cho nó đủ sùi bột mép rồi mình lấy dao găm mình găm nó. Đó rồi, đất ơi. Em thích cái tánh ác của mình đó. À phải ác cho tới chứ. Chứ để cho nó dãy đành đạch đâu có được. Rồi bây giờ nè, mình uống thuốc bổ đi. Nãy giờ là em chơm của ổng đó, ổng cứ tưởng là em sắc thuốc cho khách. Hồi nãy nó nói cái gì rồi đổ ngược ra rồi mới uống, còn có con giọt có không? Ừ, cái thằng già nó khùng. Nó điên rồi. Nghĩ sao thuốc tự nhiên cái chanh xuống đất. Chết thì cái đã lùng còn khùng nữa. Bởi vậy, tự nhiên người ta vậy cái tự nhiên đổ xuống đất rồi hốt lấy đầu uống. Trời xàm đế. Đây nè, cái này á. Em mình uống rượu dao bôi đi em. Là cường dương tán. Còn cái này á là tàn phế tán. Ê, chị hình ảnh tôi xem kêu em uống. Em thì uống em tàn phế chết em. Đâu có được. Ủa, ốc nó quắn hơn nữa không được. Bây giờ đó, mình uống đi. Còn cái này em dụ ổng chút để cho ổng uống cho ổng tàn phế. Uống hết đi mình. Thuốc bổ đó. Còn cái này á mới là độc dược cho ổng nha. Bà, nó pha chế cái thuốc gì mà khó uống dễ nè, sợ. Bây giờ hai đứa mình nó phải ngồi đây nghe không, đợi ổng về rồi mình dụ ổng có mồi đây nè. Đó, rồi để cái ly này nhất định để cái ly rượu để vô nó giải mùi nè. Mình ơi, trong lúc đợi ổng á, mình hát cho em nghe đi, để em múa cho mình coi. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình cái lâu đài.
Đợi một chiều đêm trắng nào tới, đợi chiều vàng buồn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài anh đó. Trời ơi, cái ơi, mình nó vô cứu liền mình ơi. Nó bị co giật. Nó bị co giật. Co giật trời mình ơi. Thầy Nam ơi, cứu liền. Đây nè. Sao co giật kêu quá. Trời ơi. Co giật cái tay nó bị giật bé nè. Ai co giật? Ai co giật? Cứu liền, để thẳng nè. Để thẳng tay nè. Tay nó bị giật lại. Ừ. Ai co giật? Ai co giật? Đây nè. Để bà. Ai? Nói ai tôi mới biết tôi vậy. Cô bị giật hai người đúng không? Cô bị giật không? Cô bị giật. Giật. Không sao đâu. Ai co giật thì lấy cây đập đầu là hết. Cái gì vậy? Mình hồi nãy ông co giật quá trời, em phải massage cho ổng đó. Ngồi xuống đi, giống, ngồi xuống đi. Giống như bệnh lâu quá đó mình. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi trời xuống. Trời ơi, mình ơi, mình ngồi xuống đây mình ngồi ơi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đây. Mình coi bệnh, bắt đưa tay cho người ta bắt mạch. Ta đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi. Dạ. Bệnh nhân người ta nguyên khí có thể nó ổn định, nhưng dạ, tất cả mọi thứ nó chưa ổn định. Dạ. Mình đã chắc thuốc, có chắc thuốc cho người ta uống chưa? Dạ dạ, thưa mình có. Hồi nãy mình dặn em sao em làm y chang như vậy đó mình. Nàng nên nhớ, dạ, mỗi mạng người là một điều vô cùng quý giá. Thầy ơi, dạ, thầy tôi khỏe rồi, thầy ngồi xuống, thôi đưa thuốc thầy uống cho thầy khỏe đi đường nắng nôi. Dạ, đi cho dạ, thầy ngồi xuống không mình sao đâu. Mình ơi, cái này tôi đó ổn nha. Rồi, tôi ổn rồi. Dạ, ổn chưa vậy? Ổn rồi, ổn rồi. Ơi. Ổn rồi. Mình uống một ly nước đi. Mấy ngày trời luôn em sắc cho mình để cho mình đi xa về nó mình không có trúng nắng trúng gió gì. Cái này nó gọi là thuốc bổ. Hai vợ chồng thầy Lan công nhận tốt bụng yêu thương nhau, tôi thấy tôi nể quá. Dạ. Tình yêu đẹp như công chúa hoàng tử trong cái chuyện công chúa ngủ trong gừng vậy. Trời ơi, ông đừng nói như vậy. Đây tôi sống được là do phước đức của chồng tôi trời đã ơi cứu tôi rồi. À, mà không biết chồng tôi cho tôi uống cái thuốc gì mà càng ngày tôi lại càng xinh đẹp. Đó là liều thuốc quý. Dạ. Ta đã nghiên cứu từ 77 loại thảo dược trên 77 đỉnh núi và sau 77 giây uống. Thôi bỏ đi, uống xong rồi 7-7-4-9 ngày đi luôn rồi cũng mệt. Đâu có đâu, tôi càng ngày càng đẹp, đừng có nói như vậy. Thầy Lan đây là đức độ nhất vùng. À thầy uống đi, thầy uống đi cho kẹo nóng ạ. Ta sẽ uống nhanh cho nó đỡ nguội. Kẹo nguội. À, uống hết đi mình, uống hết đi cho nó khỏe mình. Cho đến giọt cuối cùng, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Thơm ngon đến giọt cuối cùng, hay quá. Đúng là thuốc quý. Thầy, vô một ly cuối cùng đi thầy. Không được. Đã uống thuốc là đừng uống bia rượu. Thầy vô một ly với tôi đi, thầy không nể tôi rồi. Nãy giờ lấy thuốc cho người ta uống chưa? Tôi có phải lỗ tay trâu đâu mà nói lần mà không nghe. Uống rồi. Uống hết rồi. Uống rượu chưa vậy anh? Uống hết rồi. Ừ, rượu thì nó mới dẫn thuốc cho lẹ. Sao nàng xưng hô với người ta lạ quá? Lạ gì? Ta trẻ đẹp kêu bằng anh, còn già khú kêu bằng ông, chứ chẳng lẽ kêu người ta bằng ông? Ủa? Bé nói phải lắm. Nói già rồi lẫn ngu à. Nàng ơi. Mình gì? Mình đang đóng kịch để diễn tích hả? Trời ơi, già quá rồi. Tào lao. Qua đây với ta. Ê, bỏ được mấy con già nó đỡ gì đâu. Trời ơi, bởi cái vậy, gì đẹp nó đến với nhau. Trẻ nó có khác vô dựa cái nó êm tiệt êm vậy đó hả? Nó bắt đầu giật rồi. Nó bắt đầu giật rồi. Tội nghiệp. Nó lùn. Nó sẽ giật ngắn mà nó giật nhanh. Cái thằng nào lùn là nó giật kiểu đó. Ừ, đó. Tại sao lại như vậy? Đó là tàn phế tán do chính người bào chế ra. Tàn phế tán do chính ta bào chế. Uống xong là giật, sau đó sùi bọt mép trong vòng 3 canh giờ sẽ quy tiên. Dạ, tôi báo cho ông biết, chúng tôi sẽ lấy nhau và chiếm đoạt hết cả cái nhà cho ông. Báo cho ông một tin buồn đó, ông già bà ông ngu quá, ông cứu bao nhiêu người chứ vậy? Hả? Ông cứu ông phải nhìn đó chứ. Em ơi, để ông nuôi tôi chi trong nhà. Ông kêu tôi lấy ông hả? Sa? Đừng có hòng. Dạ, mà khoái gậm cỏ non. Em né ra cho tôi coi nó giật coi nè. Chuẩn bị nè. Mình yên tâm. Tại đi, sao? Cái thuốc này nó giật dữ lắm. Tại sao lại như vậy nè? Nó giật con mắt bên phải nè. Cái nó giật con mắt bên trái nè. Tại sao lại như... Nó giật cái tay bên phải nè. Rồi nó giật cái tay bên trái nè. Thấy chưa? Nó giật quá, giật quá. Nghe nè, người ta giật thôi,
Vô liệu, sao tự nhiên giật chung với người ta làm chi vậy? Em ơi, sao cái bên này cũng giật quá. Tại sao lại đưa ta uống tàn phế tán? Ý à, cái gì vậy? Sao? Ơi. Anh lỡ uống thuốc bổ đó. À. Cái gì vậy? Thôi đừng có giỡn mà. Ổng uống tàn phế thì ổng mới giật. Em còn ơi, mình là uống cường dương mà. Không biết cường dương gì mà giật hơn tàn phế. Cái gì? Ta uống tàn phế tán, còn nàng cho cường dương tán. Cái thuốc mà ông tu luyện, ông đứng trong đây ông nói á, là cái thuốc này là cường dương. Khi mà ông luyện cái này ông cười ha 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 đó. Tất cả những loại thuốc ta bào chế, khi thành công thì ta mới cho người ta uống, còn khi chưa thành công thì ta không cho người ta uống. Tàn phế tán thiếu một vị nữa nên nó chưa phải là thuốc độc. Còn cường dương tán nó cũng thiếu một vị thuốc nữa nên nó không phải là thuốc bổ. Bổ thành độc mà độc thành bổ nên ta không sao. Là sao? Cái thuốc này là sao? Hồi nãy tới giờ bị đau bao tử thôi. Sáng giờ chưa ăn. Ủa, cái thuốc như đâu có gì hèn gì. Đây chính là cường dương tán, thiếu một vị thuốc cuối cùng nó sẽ thành thuốc độc. Hèn gì ta thấy nóng ran cả người. À, cái này là cường dương tán mà. Khi chưa đủ vị thuốc nó là động kinh tán. Cô biết như vậy mà cô đưa cho tôi uống. Cô ăn nếu vị thuốc này mà gạch da người nó sẽ biến thành quỷ tán. Khi không hiểu về thuốc mà dám xài thuốc một cách bừa bãi, nó sẽ giết chết con người. Thấy người bị như vậy mà không cứu là bị tan. Cứu ta. Phu nhân của ta đâu? Minh ơi, Minh. À, Minh ơi, Minh ơi, cứu em Minh ơi. Minh ơi, cứu em Minh ơi. Ta có thể cứu nàng về sắc đẹp, ta có thể cứu người về một mạng sống, nhưng ta không thể nào cứu được tâm hồn vẫn đục của các ngươi. Không cần biết tâm hồn ta vẫn đục hay không, cứu sống đi ra, từ từ ta tẩm trắng tâm hồn ta lại. Thôi được rồi. Mình ơi, cứu em đi mình ơi. Ta vẫn còn một liều thuốc. Một liều thôi hả? Một liều thuốc cho trái tim. Một liều thì của tôi chứ. Hãy dừng lại. Tôi chứ. Ủa đau. Cô đi ra. Liều thuốc này chỉ có thể cứu được một mạng người mà thôi. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Mày mới kéo cái tôi ra cho tao. Tao mới giết mày. Mày quăng ngơ đâu. Mày, tao không cho mày uống. Rớt xuống núi. Không cho mày uống. Đã rớt xuống núi. Tao không cho mày uống. Tự thế gian tại sao? Mà khiến cho người ta phải giết nhau vì mặt sống như vậy. Cô, cô ơi, cô em đi, cô em đi, cô em đi. Em hứa với mình, em sẽ thay đổi tánh linh và em sẽ thay đổi tâm hồn và cô em đi. Muốn rồi.